Xin giới thiệu anh em nhá, em Trung Tọ đây. Hôm nay về đàn két kinh công cho anh em chơi Tết. Đây, anh em xem nhá, tất cả là đều từ 22 đến 24 phân, miệng tim 100% nhá. Anh em nào chưa biết miệng tim miệng bằng này, đây là miệng tim này, miệng trái tim này, đấy, đây đuôi tim này, đấy. Thì khi cái miệng trái tim này này, nó bằng này này, nó sẽ không tấn công được cá khác. Miệng nó bằng này chứ không nhọn nhá. Miệng nhọn nó sẽ đánh cá khác bị thương nhá. Đây là miệng bằng này, đỏ rực này, anh em xem chưa, đầu u nhá, cực kỳ đẹp luôn, tròn vo. Đây là hàng tuyển chất lượng cao nhất của Quảng Châu Trung Quốc nhá, chứ không phải hàng loại 2, loại 3 gì nhá. Đây là đẹp nhất đấy. Anh em cứ hỏi đi, hỏi anh em chơi cá kinh nghiệm lâu năm đi. 100% là miệng tim, đầu u, được chưa, 22 đến 24 phân, đỏ máu luôn. Nào anh em, đây anh em xem này, 100% này, người tròn như quả bóng bích ba bôn này. Anh em xem đi, đỏ hết nhá, không có lem nhất gì nhá. Này miệng tim này, đáng yêu chưa, miệng tim này, tấn công không này. Đây, sờ không có răng này, đây, không có răng nhô ra này. Anh em xem đi, đây, không có răng nhô ra nhá, nhìn này, rất là bằng, ok. Không có răng. Đấy, anh em xem đi, 10 con như 10 luôn, không có răng này. Đấy, sờ mịn tay luôn, không có răng. Cứ con nào mỏ nhọn ấy thì nó sẽ có răng chìa ra ngoài, và nó sẽ đánh tấn công rồng hổ hoặc là sam. Nhưng đây thì không tấn công rồng hổ sam này. Ok anh em, có khoảng hơn 20 con nhá anh em nhá. Anh em nhá, u rồi ôi, con này thì sọt quá này. Được chưa anh em? Ôi rồi. Ơi. Cảm ơn anh em. Cá bơi tại chi nhánh Trung Tọ Hà Nội nhá. Sân bóng Dô 9 với quán ở đâu? Cảm ơn anh em. Rồi.